Quý fan xin gửi chào tới toàn thể cô chú chị em đã quay trở lại với kênh YouTube của em ngày hôm nay. Dạ vâng, và hôm nay thì Quỳnh Phạm quay trở lại với tất cả mọi người. Các bác ơi, khởi động một cái vụ chim tháng 3 sắp tới rồi. Và ngày hôm nay Quỳnh Phạm lên đây để so sánh hai cái dòng sản phẩm loa và được rất nhiều các bác chúng ta ưa chuộng và sử dụng. Thì ở đây là hai cái mẫu loa cùng cỡ và cùng cái thông số, đó chính là dòng sản phẩm loa 15W. Ở bên tay em đây, đó chính là cái dòng sản phẩm nhập khẩu. Hàng này sản xuất trên công nghệ của Nhật Bản và sản xuất ở đất nước Indonesia. Đây là công ty con các bác nhé. Và đưa về Việt Nam bán ra tới tay khách hàng dùng rất là nhiều. Và tiếp theo nữa là gì ạ? Ở bên tay phải em đây là một cái dòng sản phẩm loa, hàng này sản xuất tại Việt Nam. Có nghĩa là hàng này nhái cái hàng loa toa các bác. Hình thức thì có vẻ giống hệt nhau, nhưng mà khi mà các bác nhận về tay thì nó cũng chỉ có nguyên như này thôi các bác nhé. Nó trần loa như này. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi, cùng em đi so sánh về chất lượng của hai cái dòng sản phẩm này và test cái âm thanh cho bác nghe luôn nha. Đây các bác có thể nhìn thấy ở đây, cái mẫu loa này nó nguyên đai nguyên hộp như này. Đó, dòng sản phẩm nhập khẩu, nhìn nó rất là xịn sò luôn đấy ạ. Và giá thành của nó chắc chắn là sẽ đắt gấp đôi rồi các bác nhá. Đây chúng ta có thể mở ra. Đấy, ở bên trong của nó đi kèm sẽ gồm có gì đây ạ? Kèm theo một tờ giấy hướng dẫn của nhà máy như này. Đó, bao giờ cũng phải có một cái tờ giấy phụ nha, phiên bản chữ Nhật này. Đó, tại vì hàng này là toàn bộ tiêu chuẩn của Nhật Bản và được lưu hành trên đất nước của Nhật, cho nên cái tờ giấy này bao giờ nó cũng có hai loại chữ. Một mặt là chữ Nhật để dành cho người Nhật người ta sử dụng, còn một mặt là phiên bản chữ quốc tế, đó chính là chữ tiếng Anh, để cho thì các nước khác mà nhập về nước để sử dụng các bác nhé. Đó, đây là tờ giấy đi kèm các bác này. Đấy, tờ giấy thông số đi kèm. Và tiếp theo nữa thì đi vào nhân vật chính của ngày hôm nay, đó chính là gì ạ? Đó chính là chiếc loa các bác. Đó, chiếc loa của Nhật thì khi các bác chúng ta nhận về này, toàn bộ hàng này của nó, chất liệu của nó sẽ là hợp kim nhôm. Đó, hình thức thì các bác để cạnh các bác cho các bác xem luôn. Đấy, hai chiếc loa, một hàng của Việt Nam sản xuất đây. Bên tay phải đây là hàng của Việt Nam sản xuất, chất lượng của nó thì nhái y chang nhau thôi. Đó, chất lượng của nó là nhựa các bác nhé. Và công suất cũng là 15W, trở kháng cũng là 8 ohm. Đây là hàng nhựa này. Còn tiếp theo đây là hàng của Indonesia sản xuất. Đây là công ty con các bác nhé. Đối với dòng sản phẩm mà của công ty Corporation của hãng loa toa này thì là toàn bộ sản xuất trên tiêu chuẩn công nghệ của Nhật Bản và được lưu hành trên đất nước của Nhật thì gọi là loa Nhật. Nhưng mà nó sẽ có hai công ty mẹ của nó nằm bên Nhật rồi. Còn công ty con của nó, đó chính là công ty nhánh ấy các bác, sẽ nằm ở đất nước Indonesia và Việt Nam chúng ta nhập khẩu về để bán ra thị trường. Đây cái mẫu loa nó đây. Toàn bộ cái vỏ này các bác nhìn, chất lượng của nó, tất cả vành này là hợp kim nhôm. Đấy, gõ nó cong cong này, tất cả vành hợp kim nhôm. Và trên này của nó chính là nhựa ABS các bác nhá. Nhựa ABS, một chất liệu nhựa không bao giờ oxy hóa khi chúng ta sử dụng ở ngoài trời. Nhựa cao cấp cho em, nhựa ABS này các bác này. Các bác nghe rõ dùm em. Đó, vành của nó hợp kim nhôm và toàn bộ đã được sơn tĩnh điện rồi. Sơn tĩnh điện giúp bảo vệ chống sự ăn mòn của thời tiết khắc nghiệt ở Việt Nam. Đó, hàng này của nó thì các bác nhìn thấy cho em, toàn bộ cái tay cầm này cũng là chất liệu inox luôn, không han gì cho em các bác nhá. Đó, và toàn bộ có logo của toa này, các bác nhìn kỹ không? Có logo của toa này các bác này. Và hàng này của nó độ phóng và độ tản âm thanh dẫn dắt nó rơi vào khoảng 1-2 cây số. Còn đây là hãng của Việt Nam này. Đấy, hãng của Việt Nam của công ty Beat sản xuất. Hàng này của nó chất liệu là nhựa cho em. Và bây giờ các bác sẽ cùng em đi test từng cái loại sản phẩm một nhá. Đầu tiên em sẽ đi test cái dòng sản phẩm Việt Nam để chúng ta dễ dàng so sánh và phân biệt hơn. Các bác cố gắng nghe nhá, ngồi bình tĩnh và nghe hết video này để cho chúng ta phân biệt cho nó rõ để đưa ra quyết định mua dòng sản phẩm nào. Nói chung là khi các bác có điều kiện kinh tế và muốn nó bền ấy, thì em khuyên các bác nên sử dụng dòng sản phẩm của loa toa. Thì thứ nhất là nó rất là bền. Đó, nó rất là bền các bác nhá. Nó có một cái ưu điểm là cực kỳ là bền luôn. Đó, còn hàng của Việt Nam thì nó cũng dùng, nó cũng ok. Nhưng mà để nói so về chất lượng ấy các bác, thì tâm sự thật với mọi người là chất lượng của nó không thể bằng loa Nhật được đâu. Tại vì các bác nó rẻ hơn một nửa mà đúng không ạ? Cái hàng của Nhật thì nó đắt gấp đôi, thì đương nhiên là dùng nó sẽ khác nhau rồi. Và bây giờ em sẽ cùng các bác chúng ta đi test âm thanh luôn nha. Các bác cố gắng ngồi xem, chú ý lên video để chúng ta mua, đưa ra quyết định cho nó dễ dàng và chính xác khi chúng ta mua bán nha mọi người. Và tí nữa các bác ngồi đến hết video thì em sẽ báo giá cho mọi người luôn. Tí nữa em sẽ báo giá luôn cho bác luôn nha. Đó, các bác chờ đợi trong giây lát này. Hàng này của nó thì đấu rất dễ dàng, các bác lưu ý nhá. Cứ đỏ các bác đi với đỏ luôn cho em này. Đó, đỏ đi với đỏ nha các bác. Đỏ đi với đỏ. Tối màu đi tối màu. Màu tối luôn luôn đại diện cho cực âm, còn màu đỏ và màu sáng luôn luôn đại diện cho cực dương. Các bác lưu ý đấy là cái nguyên lý hoạt động của loa. Rất là dễ xử lý thôi. Đó, kể cả bác nào chúng ta mới vào nghề, chúng ta chưa biết cách sử dụng loa thì chúng ta, em nói qua thế mọi người cũng hiểu vấn đề rồi đúng không ạ? Nên nhớ cái dây sáng luôn luôn đại diện cho nguồn dương, dây tối luôn luôn đại diện cho nguồn âm.
Các bác đấu chuẩn cho em là được. Đấu chuẩn thì âm thanh của nó ra bao giờ nó cũng chuẩn nha mọi người. Đấy, và bây giờ em sẽ test loa cho các bác nghe luôn. Hàng này của nó thì đấu vào, các bác cứ đấu đúng cực và chúng ta bật âm ly lên là chúng ta chơi thôi. Đó các bác thấy không ạ? Thì vừa rồi các bác đã cùng em đi test cái dòng sản phẩm loa Việt Nam này rồi. Các bác đã lắng nghe kỹ chưa ạ? Bây giờ chúng ta sẽ cùng em chuyển qua cái dòng sản phẩm loa của hàng Nhật, hàng sản xuất tại đất nước Indonesia, xem chất lượng từng cái nốt thanh réo của nước chảy róc rách và cái tiếng tục, tiếng kêu xem nó có giống nhau không nha mọi người nha. Em nghĩ là các bác nghe thì các bác trong nghề nghe rất là dễ hiểu thôi. Đó, tại vì cái dòng sản phẩm này em nghĩ rằng các bác nào mà chúng ta mới vào nghề chưa có điều kiện kinh tế khá nhiều chúng ta có thể chơi. Hàng này thì lát nữa em báo giá luôn cùng loa toa luôn nhé. Bây giờ các bác sẽ cùng em đi test cái dòng sản phẩm của loa của Nhật này đã. Hàng này thì của nó thì chất lượng của nó cực kỳ là cao đấy các bác ạ. Nếu có điều kiện kinh tế thì em cũng muốn các bác sử dụng dòng sản phẩm loa toa này. Thứ nhất là nó bền. Với cái thứ hai nữa là cái âm thanh của nó ra rất là hay nha mọi người. Bây giờ các bác sẽ cùng em đi lắp luôn vào cái loa này luôn này. Test luôn cho mọi người xem chất lượng luôn nha. Để các bác so sánh nó rất là dễ thôi. Đấy, tránh trường hợp các bác chúng ta mua hàng cứ lăn tăn hoặc là phân vân. Em ơi có loại loa nào tốt không? Không thì khi tư vấn xong về chất lượng hàng, xong báo giá cái các bác là rất là sửng sốt về cái giá tiền. Nhưng thực ra mà tiền nào thì của đấy thôi mọi người. Đấy, em sẽ test luôn cho mọi người nghe luôn này. Quỳnh Phạm nói thật luôn mọi người này, em test loa, em test cùng hai loại loa công suất giống nhau và cái dung lượng mắc của cái dòng sản phẩm âm ly em để giống hệt nhau và tiếng em cũng để tiếng giống hệt nhau để các bác chúng ta nghe và dễ dàng so sánh hơn đúng không ạ? Riêng cái dòng sản phẩm này em chưa cần phải nói nhiều, các bác nghe cảm nhận rõ nét rồi đúng không ạ? Để cùng một công suất nhưng test trên hai dòng loa khác nhau, tiếng của nó sẽ ra hoàn toàn là khác nhau. Đối với dòng sản phẩm loa Việt Nam này, theo cá nhân em cảm nhận, nó ra một cái âm thanh của nó không được chắc tiếng, không được tròn tiếng và tiếng của nó ra sẽ bị cảm giác như kiểu bí tiếng và nén tiếng hơn. Nó ra nó không toát được hết ra cái tiếng kêu và tiếng tục và tiếng róc rách chảy của nước đúng không ạ? Riêng dòng sản phẩm Việt Nam này các bác có cảm nhận giống như em không ạ?
tiếng của nó ra cảm giác nó sẽ bị bí tiếng hơn mọi người nhá. Tiếng cảm giác như bị giữ lại mọi người, nó không tỏa được hết ra như dòng sản phẩm loa Nhật này. Còn riêng dòng sản phẩm loa toa này, khi mà em lắp em chuyển sang phát, em ngồi cạnh đây em nói thật các bác luôn là nghe cảm giác đanh tai luôn. Cái tiếng nó ra nó cảm giác nó đẩy được tối đa cái công suất mà cái công suất của cái âm ly nó cho phép. Đấy, nó sẽ đẩy được ra hết, cho nên là cái độ đẩy công suất của cái em này nó xa lên đến tận 1-2 cây số. Nghe thoải mái cho em các nhá, em nói luôn nhá. Riêng dòng sản phẩm loa toa này nghe 1-2 cây số ban đêm phóng thoải mái cho em, ok chưa? Có nghĩa là độ dẫn âm thanh của nó quá là xa luôn. Các bác nghe nó cảm nhận cái âm thanh nó toát ra rất là lớn đúng không? Đó, cùng một bản tiếng, cùng một công dung lượng giống nhau, cùng một cái âm lượng và cái công suất như nhau, mà cái âm thanh này nghe cảm giác to hơn rất là nhiều. Báo giá công khai luôn anh em nhá. Hàng loa Việt Nam này sở hữu về tay với giá là bao nhiêu ạ? Anh em lấy một cái sẽ có giá là 250.000. Khi các bác lấy từ hai cái trở lên sẽ có giá là 499.000 bao ship vận chuyển toàn quốc. Còn lấy một cái không bao cước mọi người nhá. Đây đối với dòng sản phẩm loa Việt Nam này. Còn đối với dòng sản phẩm loa Indo này em cập nhật giá mới nhất cho anh em. Và em xin nói luôn đã có công văn từ công ty gửi về bắt đầu tăng giá từ mùng 1 tháng 5 năm 2024 này lại bắt đầu tăng một lượt giá nữa. Thực sự luôn Quỳnh Phạm rất là khó nói với mọi người và khách hàng luôn. Nhưng tại buổi video này ngày hôm nay là ngày bao nhiêu ạ? Ngày hôm nay là ngày 29 tháng mấy ạ? Tháng 3 năm 2024 em cập nhật giá tại thời điểm ngày hôm nay với giá bán là 799.000 một em âm ly 15W này, em loa toa 15W này. Và sau cái thời điểm tháng 5 thì em sẽ cân lại giá một lần nữa để cho anh em. Một là em sẽ giữ giá để làm sao ạ, nếu nó tăng nhẹ Quỳnh Phạm sẽ giữ giá để hỗ trợ các bác tối đa nhất có thể. Còn nếu mà nó tăng mạnh, tăng khoảng độ tầm 7-10% thì Quỳnh Phạm xin phép sẽ cập nhật giá sau ngày mùng 1 tháng 5. Còn hiện tại bây giờ ngày hôm nay là ngày 29 tháng 3 năm 2024, Quỳnh Phạm xin phép là cập nhật giá tại thời điểm bán. Còn sau này nếu giá cả có lên hoặc xuống thì Quỳnh Phạm sẽ lên video báo lại giá cho anh em. Cho nên anh em xem video hết sức hoan hỉ và vui vẻ, giúp em tránh trường hợp các bác mua hàng điện đến: ôi sao báo giá video giá như thế này, tại sao anh điện đến lại em lại báo giá cao thế. Thì các bác phải thông cảm, tất cả hàng nhập khẩu, hàng loa toa này giá của nó sẽ bất ổn chứ nó không ổn định như dòng sản phẩm Việt Nam. Riêng dòng sản phẩm loa Việt Nam thì giá nó sẽ luôn luôn nằm ở mức độ nhất định nào đấy, không lên hoặc là không xuống. Nhưng còn riêng dòng nhập khẩu này nó liên quan đến giá cước này, liên quan đến thuế nhập khẩu này, liên quan đến gì ạ? Dây điện nói chung các kiểu của nhà máy nước ngoài người ta nâng giá chứ không phải là người Việt Nam chúng ta. Cho nên là chúng ta là phải phụ thuộc về cái vấn đề giá cả của họ. Họ báo giá nâng thì chúng ta phải nâng. Thì đương nhiên rồi, nếu chúng ta không nâng thì chúng ta sẽ không lấy được hàng. Mà không lấy được hàng đồng nghĩa sẽ không có hàng bán lẻ tới tay toàn thể anh em, đúng không ạ? Cho nên các bác xem video hết sức hoan hỉ giúp em, ok chưa? Và ngày hôm nay thì Quỳnh Phạm sẽ so sánh hai dòng sản phẩm này rồi và test âm thanh rất là rõ nét rồi, để phục vụ anh em chúng ta chuẩn bị đánh vụ tháng 3. Và giá cả cũng cập nhật tại thời điểm bán rất là chính xác cho anh em rồi. Anh em nào hoan hỉ yêu quý em thì qua shop ủng hộ cho em. Đó, âm ly loa đài em săn bẫy đầy đủ luôn và nhận gia công lưới cho tất cả các bác từ A đến Z, chim ngày chim đêm em có đủ hết. Các bác đang xem video đừng quên thao tác ấn chữ đăng ký kênh ở góc bên này màn hình nhá. Chọn chiếc chuông ấn chữ tất cả theo dõi video và những cái giá cả hàng mới về và những cái biến động về giá cập nhật mới nhất năm 2024 hộ em nhá. Xin cảm ơn tất cả anh em, hẹn các bác những buổi video sau nhé.